bạn. Nay đến như mình sẽ quay chia sẻ các bạn, đây là một cái ngã ba sông Dầm Nào các bạn. Chỗ mình ở đây là bên bờ huyện Phú Tân, còn bên bờ bên kia bên đó đó, đó là chỗ mới các bạn. Bên này quay cảnh sông nước cho các bạn xem. Lắc lư lư mà mất cái gì, mất dính chiếc xe rồi.